Dạ, xin kính thưa quý vị khán giả, chào mừng quý vị khán giả thân thương trong và ngoài nước trở lại với kênh thông tin tin tức của Hiếu Phan Vlog. Thì uh, trước khi vào nội dung cho Hiếu gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị cùng với gia đình của mình. Luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc ạ. À. Đặc biệt là hôm nay là cuối tuần thì uh, chúc cả nhà uh, mạnh khỏe, vui vẻ, ấm áp cùng với gia đình của mình. Thì tiếp tục trong video này Hiếu xin chia sẻ câu chuyện của Thiền Am Minh Bộ Trụ và đặc biệt là cái câu chuyện mà ngày 24 tháng 9 năm 2022 thì có một đoàn cán bộ công an đến thiền An bên bầu vũ trụ để mà lấy những cái mẫu như là tóc rồi dịch mũi miệng của các thành viên ở thiền am trong đó thì có thầy ông nội các cô và kể cả cô lê thu vân cùng với các bé đây thưa vị khán giả thì cái sự việc này thì hiếu xin chia sẻ theo cái góc độ là người dân cũng như là khách quan nói về vấn đề pháp luật đó thì à, quý vị khán giả cũng đã biết rồi à, có rất là nhiều người yêu mến thiền am cũng đã xem qua cái buổi live stream trực tiếp của bên phía đoàn luật sư đến để mà can thiệp trong cái trường hợp này thì có rất nhiều vị khán giả cũng đã rơi nước mắt rơi nước mắt ở đây cái thứ nhất là thương xót cho đại gia đình thiền am và cái thứ hai là cảm thấy rất là tức rất là bức xúc thưa quý vị khán giả theo cái góc độ khách quan mà hiếu muốn chia sẻ đến cho vị khán giả được biết như thế này theo những gì mà luật sư nói đó thì uh, cán bộ uh, nơi đó đến Thiện An bên bộ trụ uh, khám xét hay là làm việc lấy các cái mẫu mà đi xét nghiệm đó thì uh, không có một cái văn bản hay là một cái thông báo nào để cho bên phía luật sư biết trước hay là bên phía đại gia đình biết thưa vị thì họ đến đây rất là bất ngờ nhưng cái điều mà rất mà rất đáng nói ở đây á là quý vị thấy như thế nào ở Thiền An Minh bộ vũ trụ hiện tại thì toàn là người người già cả bệnh tật rồi phụ nữ trẻ em không à mà làm gì mà uh, vây ráp đến uh, mấy chục cán bộ công an thưa bị mà trong khi đó thì uh, khi mà luật sư nghe được cái thông tin này á thì uh, luật sư gọi cho các cô các thầy ở trong Thiền Am á thì uh, tất cả sóng điện thoại đều bị tắt bị ngắt hết nó không có liên lạc được và sau đó thì bên phía đoàn luật sư cũng đã có một chuyến đến Thiền Am. Sau khi mà đến đây thì luật sư gặp rất là nhiều trở ngại. Cái thứ nhất là họ đã ngăn chặn không cho luật sư vào từ ở cung đường bên ngoài, thưa vị, thì có chốt chặn ở đó. Sau một hồi đấu tranh về vấn đề pháp lý á, thì họ mới cho luật sư cho xe qua, thưa vị. Và cuối cùng thì cũng đã đến được Thiền Am. Thì ở đâu đó, ở bên trong thì luật sư có quay clip lại thì thấy rất là nhiều cán bộ công an ngồi lũ khủ bên trong hết nhưng mà luật sư kêu cửa thì không ai mà cho mở cửa hết thưa vị họ đã chốt cửa và luật sư đập cửa nữa đùng 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 tôi là người bảo vệ về mặt pháp lý cho thiền an làm đúng với quy định của pháp luật tôi muốn vào trong nhưng mà trong khi đó thì vị thấy á, họ ngồi bên trong rất là nhiều cán bộ công an nhưng mà không ai mở cửa hết trên thưa quý vị khán giả thật sự làm việc như vậy là đâu có đúng với quy định của pháp luật bởi vì luật sư hiện tại là họ đang bảo vệ về mặt pháp lý cho thiền am ngoài cái vụ án 331 và những cái uh, còn lại á, thì họ cũng có quyền tham gia bởi vì ở đây thầy ông nội cũng đã từng nói rồi là quỹ thác cho các luật sư thưa vị thì qua đây thì chúng ta mới thấy là bên phía cán bộ uh, công an á, họ làm chưa có đúng với cái quy định của pháp luật cái thứ nhất là khi muốn khám xét một ai đó thì phải có giấy tờ văn bản độc lệnh như thế này thế nọ thì nó mới đúng uh, quy tắc đúng không quý vị khán giả còn đằng này thì ngang nhiên đến thì ai mà biết như thế nào nó cái mục đích ý đồ của các anh ra sao nó cái sự chỉ đạo của ai ở sau lưng thì đó cũng là một cái dấu hỏi và dư luận cũng đang rất là bức xúc và quý vị cũng biết là thiền em đâu phải là một cái uh, uh, nơi mà buôn bán chất cấm hay là tội phạm nguy hiểm đâu thưa quý vị mà phải kéo với cái lực lượng cơ quan chức năng cán bộ đến đây nhiều như vậy, vây ráp rồi không cho người này vào coi như là nội bất sức ngoại bất nhập đó thưa quý vị khán giả. Thì chúng ta thấy là ở thiền am hiện tại thì chỉ có người già, trẻ em, phụ nữ và người bệnh tật không à, Thì làm gì mà họ có thể là chạy trốn hay là đi đâu được đúng không ạ? À? Thì đây chúng ta nghĩ lại chúng ta cảm thấy nó vô lý và bức xúc quá thưa vị khán giả Thì ở đâu đó thì người ta nói là ra đường hỏi già về nhà hỏi trẻ Thì đó thì uh, bên phía đoàn luật sư cũng có hỏi thăm các bé về cái sự việc nó xảy ra như vậy đó thì bé Phúc Tâm, Pháp Tâm, Đức Tâm rồi cũng có chia sẻ là à, mấy chú công an vào tận phòng là kéo tụi con ra ngoài nhưng mà tụi con không có chịu đi, tụi con nói chừng nào có các thầy cô thì tụi con mới ra. Nhưng ở đâu đó thì bên phía cán bộ họ không có đồng tình với cái lời nói của các bé và họ vẫn tiếp tục là à, coi như là ép các bé thưa quý vị, đó coi như là chèn ép các bé luôn bắt buộc là các bé là phải hả miệng hả họng bóp họng bóp hầu của các bé để mà lấy dịch uh, mũi dịch miệng đó thưa vị và thậm chí là còn nhổ tóc nữa đó thì thật sự không biết là cái quyền trẻ em ở đây ở đâu đây và không biết là bên phía cục bảo vệ trẻ em họ có xem được cái video clip này hay không đó cái sự việc này hay không thưa vị khán giả ông đặng qua nam cục trưởng cục bảo vệ trẻ em đâu thì phải có một cái cách nhìn như thế nào đó xem xét sự việc và có cái hướng xử lý đối với các đồng chí cán bộ này thưa vị khán giả thì không biết là như thế nào cũng mong rằng là bên phía cơ quan chức năng cấp cao nhất của đất nước lãnh đạo cao nhất của đất nước như là thủ tướng chính phủ hay là cục bảo vệ trẻ em bộ công an vân vân các kiểu thì cũng phải nhìn nhận một cách công tâm khách quan ở đây Đúng không à? Bởi vì chúng ta thấy là thiền am đâu có gì mà tội ghê gớm đâu thưa quý vị khán giả đó. Nếu mà cái trường hợp mà nói mà xét nghiệm ADN á Thì trong cái đợt dịch trước đây mà họ đưa đại gia đình thiền am đi cách ly thì họ cũng đã lấy mẫu rồi thưa quý vị Thì họ cũng đã nếu mà có vấn đề mà luận lon hay là quan hệ quyết thống á thì cũng đã có kết quả rồi nếu mà có thì họ đã xử lý rồi chứ đâu có đợi đến thời điểm hiện tại thì ở đâu đó trên mạng xã hội thì quý vị khán giả cũng rất là bức xúc bán tính bán nghi và cho rằng đây là những cán bộ công an giả danh như thế này thế nọ bởi vì họ đến đây không có trình báo sự việc giấy tờ rõ ràng minh bạch thì chúng ta có quyền suy diễn suy luận nhưng xét ở góc, góc độ mà đúng quy định của pháp luật á, thì các đồng chí này á, đến đây là phải trình báo như thế nào đó đúng không ạ à? chứ đâu phải là muốn đến nhà người ta xâm phạm gia cư bất hợp pháp như vậy là các anh đã vi phạm hoàn toàn với pháp luật rồi đúng không quý vị mà trong khi đó thì chứ, uh, uh, đảng và nhà nước cũng đang rất là chiếu cố về vấn đề là nhân quyền của trẻ em thì ở đây họ làm như vậy là có đúng hay chưa và cũng có cái chiếu cố đối với người già lớn tuổi rồi bệnh tật như thế này nọ thì chúng ta thấy là họ đã làm hoàn toàn sai trái thưa quý vị khán giả và đặc biệt là còn ngăn cản cản trở trong cái việc mà luật sư đến đây để mà à, tham gia à, bảo vệ cho những người ở thiền am nữa đó về mặt pháp lý thì luật sư mới là người à, hiểu rõ nhất đó, thì à, khi mà luật sư à, vừa vào được bên trong thiền am thì ở trong túa ra nguyên một đoàn công an luôn thưa vị khán giả quay phim chụp hình luật sư và luật sư nói là các anh cứ quay thoải mái đi tôi nói thẳng luôn á rồi bên phía luật sư cũng quay lại thì hiếu cũng có xem cái đoạn video clip đó thật sự rất là bức xúc thưa vị thì qua cái sự việc này thì có rất nhiều uh, quý vị khán giả đã khóc và bức xúc cũng như là để lại bình luận nhận xét thì hiếu xin chia sẻ một cái bài bình luận như thế này của một vị khán giả Cô hay là chú gì đó tên là Trần Ngọc Lợi nói như sau. Thật quá bức xúc và phẫn quốc khi nghe con chia sẻ video clip này. À, Hiếu chia sẻ video clip trước đây, trước cái video clip này á. Nếu mà quý vị muốn xem được tình tự chi tiết à, sự việc nó xảy ra đó. Trong ngày á, thì quý vị xem cái video trước ủng hộ cho Hiếu và quý vị sẽ hiểu rõ hơn à. Thì cô viết tiếp như thế này. Lực pháp Việt Nam có còn nữa không? Thiền Am họ sống rất tốt hiền lành đâu có hãm hại ai đâu có phải chăng là do họ quá tài giỏi nuôi dạy các chú tiểu khôn ngoan sống có đạo đức được nhiều người biết đến cả trong nước và ngoài nước mà những người hãm hại đem lòng đố kỵ ganh ghét muốn trù dập không cho thiền am tồn tại tìm đủ mọi cách để triệt hạ thiền am rất thương và cảm kích cho đoàn luật sư phải mệt mỏi để hết lòng giúp đỡ tìm lại công bằng cho thiền am cầu mong cho cụ lê tùng vân được khỏe mạnh đối với bệnh tật của cô lê thu vân không biết sống chết như thế nào mà những ai đó lại làm như vậy có còn tình người à, lương tâm ở đâu cuộc sống vô thường sinh hại nghỉ và dừng tay lại đi nhân quả có đó đó thì vị khán giả nói rất là hay đúng không quý vị khán giả Uh, rất là chính xác rồi cái lòng nhân đạo của uh, những người đó ở đâu trong khi đó thì cô lê thu vân là một cái người bệnh ung um, thư thời kỳ cuối mà nghe cô chia sẻ đó thực sự là rất là bức xúc cô đã nhìn thấy được là có một uh, vài đồng chí cán bộ là đã lén vào phòng của thầy ông nội cũng như là các cái phòng ốc khác như thế nào đó thưa vị và thậm chí còn có cô là đưa cái tay mình ra là thấy còn cái vết bầm bởi vì những người cán bộ này họ đã nắm tay rồi đàn áp là phải lấy được cái dịch mũi dịch miệng cũng như là nhổ tóc của họ thưa quý vị rất là bức xúc, rất là đau đớn và ở đây thì hiếu chia sẻ cái video clip này cảm thấy rất là nghẹn ngào khi nghĩ nghĩ đến cái sự việc trong ngày 24 uh, tháng 9 năm 2002 uh, hôm nay thưa quý vị thật sự đau lòng quá, buồn quá quý vị ơi. Uh, sự việc tiếp theo như thế nào thì chúng ta chờ đợi cái video clip của luật sư bên phía bảo vệ về mặt pháp lý cho Thiện Nam sẽ cho chúng ta biết là cái mục đích và lý do họ đến đây để Uh, uh, kiểm tra hay là điều tra về những cái hành vi nào đó của Thiền Am á thì chúng ta còn chờ đợi sự trả lời của luật sư và cũng như là cái sự trả lời của bên phía cơ quan chức năng thì ở đây thì luật sư cũng có nói rồi luật sư sẽ có một cái văn bản để mà báo cáo lên các cấp cơ quan về cái hành vi uh, của các đồng chí cán bộ này đã đến Thiền Am làm việc sai với quy định của pháp luật thưa vị thì chúng ta còn chờ đợi À, video đến đây cũng đã dài rồi ha, cho Hiếu xin được tạm dừng ở đây. Có mong là vị khán giả khi xem để lại bình luận, một like, một đăng ký ủng hộ cho Hiếu à. Hiếu xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Một lần nữa cuối video Hiếu mến chúc cho tất cả quý vị khán giả thân thương trong và ngoài nước, có ngày cuối tuần thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc. Còn bây giờ Hiếu xin kính chào tạm biệt, xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào trong những video tiếp theo.